thấy chặt ăn không, nó phải... vẫn ngọt ngọt, nó phải... mềm. Phải ướp cái đường chỉ nữa. Dĩ nhiên là nó không béo. Nó không béo như là cơm dừa, nhưng mà chị ăn nó không ngán. Dạ. Ngon lắm. Trời ơi, mới đầu nói hai người ly mà giờ người ly cũng hết hả? Với lại nó phải mềm mềm mới được. Mấy cái mềm mềm thôi. Chứ cứng quá thì nó cứng sẽ không có vị. Dạ. Dạ. Vô nước này mình có mua không em? Dạ. Hay là mình đi xin mình chặt? Dạ, cái này chặt, còn cái này mua. Hả? Mua về. Mua hả? À. Mình phải đi mua người ta. Không có, có là chặt máy xong mình đi xin cũng được. Nhưng mà người ta không mua về. Phải mua thôi, giờ bán nhiều quá rồi mình không đi mua. Cảm ơn em nha. Người đi nha, hẹn gặp lại. Để em cầm dắt. Vậy đó không? Đi xin gỗ không? Vậy chưa? À, về Cù Lao Thái Sơn ngoài mình thưởng thức những cái mật ong rồi dừa nước thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm một cái loại xe là xe ngựa. Một xe bao nhiêu người em? Dạ một xe 4 người. 4 người hoặc 5 người. Người nào ngựa ngựa mới đi xe ngựa được không? Người nào ngựa ngựa làm con ngựa. Đây, rồi, nhà mình có xe là mình chia đều ra một mỗi người. Mình ở đây 8 người, em có là 9 người, mỗi xe 4 người. Bảo hiểm rồi em? Bảo dạ. Hiểm đâu? Dạ. Bảo bảo hiểm. Phải có mua em mới được. Đi xe không mua nè. Bảo hiểm. Cái này anh lên anh dẫn nó đi ha anh dẫn thì sao? Dạ anh đang chạy hả? Ý là còn anh ngồi đâu thôi hả? Ngồi đi hướng dẫn anh làm lâu chưa? Quay đây em với Phương đây, đây em đang quay ngựa nè. Anh làm này lâu chưa? Dạ, hôm nay cũng rồi cái chừng nó búng. Ngựa này của anh phải không anh? Ngựa này của công ty. Của công ty rồi anh chạy thì mình tính tiền lương hả? Tiền phí. Dạ. Đều từng nghiệp con ngựa thôi. Dạ. Nó quen nè chị. Chiến gì 10.000 chiến nha. Dạ. Chiến chiến anh được 10.000. Dạ. Rồi bây giờ con dừa sẽ lên con ngựa. Thì cứ lên đi không sao. Anh xích xa giùm em đi. Sáng nay ủa chiếc xe đạp là chị đang nói buổi sáng buổi chiều. Bây giờ. Chào các bạn, bây giờ mình đang đi trên một cái đôi con đường của Cù Lao Thái Sơn. Chắc đây không có đường lớn, con đường chính của Cù Lao hả em? Dạ đúng rồi, đây là cái con đường chính của Cù Lao Thái Sơn. Con đường này chiều dài con đường này là 11 km, trải dài từ đầu dưới của Cù Lao tới đầu trên Cù Lao luôn. Dạ dạ, và cái cầu Lạch Miễu của mình nhịp thứ nhất á, nhịp thứ nhất xuống cầu, nhịp thứ nhất là mình sẽ đi con đường này nếu mình đi thẳng hoài xuống tới đây. Dạ. Xe hơi vô được mà đi xe. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Hồi xưa khi mà cầu Lạch Miễu chưa có bắt á thì cái Cù Lao này nằm giữa sông, không có nối với đất liền được. Bây giờ thì có cái cầu Lạch Miễu bắt rồi thì mình nối với đất liền nên xe cộ giao thông luôn, không thoải mái luôn. Rồi quá trời xe đi luôn mọi người. Đi vàng ra luôn. Rồi. Đu ngựa, đang đu ngựa. Xe mình đi nha. Ở đây nhờ khu du lịch mà cũng nhiều người ở đây có việc làm, họ đi dẫn đi khách đi rồi tham quan đi dẫn ngựa. Nay mình được đi ngựa rồi nha mọi người. Đi ngựa. Sao cảm giác em sao đu cái đó cứng ngắc vậy? Sợ rớt. Con ngựa này hơi ốm, xương không à? Cảm giác em sao? Cảm giác em đi vô Sài Gòn bao giờ chưa? Chưa. Hay là mình mua chiếc về Sài Gòn mình đi. Và mình chấp nhất Sài Gòn luôn. Xe một cái là kẹt xe thì bỏ xe lại phiên nữa. Đi ngọt xe lắm anh Phương ơi. À. Đây ở đây ngoài xe ngựa thì có xe điện nữa nha mọi người. Đó. Kẹt xe. Xe nó đang nó đang đang, 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 đang
đang nhường cho xe ngựa. Cười đi mọi người ơi, cười đi mọi người. Ê, nó gần mình quá nè, nó gần mình quá nè. Có xe máy nữa nè mọi người ơi. Nguyên xe ngựa này thì khoảng bao nhiêu tiền anh? Con ngựa luôn hả? Dạ. Con ngựa luôn anh? 60 triệu hả? Ồ, 70 triệu lại thua chiếc anh hát đó. Nhưng mà xe này là đi được khoảng 6 người. Chiếc xe hơi thân thiện với môi trường. À. Okay. Thấy được thân thiện lắm rồi. Giờ giữa đường là phải dọn. Tới hả anh? Nhanh chưa? Tới đây là mọi người vừa đang đến cái điểm tiếp theo là điểm bán trái cây. Ở đây có bưởi da xanh. Với lại đây là cacao. Cacao là cái hộp nó làm sô cô la. Là trái dừa nước. Dừa nước. Đây là cà phê. Ở đây cũng có dừa nước. Nghe nè. Đặc sản. Đặc sản đây là món tép. Này nhiêu ký vậy anh? Để chắc anh bán nhiêu ký? Dạ này em cho không anh ơi. Dạ. Anh đi tặng hả? Dạ. Anh ăn me, anh mua me dùm người ta đi anh. Ở bên nước ngoài không có me đâu. Nhiều khi mấy bà có nghe mình. Không, me này me ngọt anh. Me này me dốt. Dạ me dốt. Nhiêu ký em? Hả? 100.000 ký hả? 100.000 ký hả? 100.000 ký. 100.000. Dạ. Xin lỗi, xin lỗi. Lấy mà lấy 200g đi. Thôi nó chơi. Anh Khương này mà mở hàng đừng bao giờ đi mở hàng nha anh Khương. Nửa ký thôi. Nửa ký hả chị? Nửa ký thôi. Mọi người em chơi ha. Nửa ký thôi. Dạ. Cái này mua bên Thái hả? Nhà trồng ở vườn mình ở đây bên Thái á. Mà nhưng mà trồng được ở đây á. Bên Thái phải trồng bên Thái. Được chưa? Ok nha. Không ạ. Dạ. Bỏ ra đi. Anh thử nha, anh thử nha. Anh thử cho mà xuống mặt đất cái này em đi từ mặt cái nha. Mình muốn tay mới thử gì á. Đó, bây giờ mình sẽ ăn cái chỗ. Cái cacao nè. Nay ăn ăn trừ cơm luôn, ăn trái cây, ăn tất cả, ăn trừ cơm. Ngon quá. Đúng rồi mẹ Thái. Rất là ngon. Rất là ngon. Không, mà nhiều người không biết trái cacao này, mình mua trái cacao để ăn thử cho mọi người biết giá trị. Cái nhỏ 10.000, cái lớn 15.000. Có trái nào 5.000 không chị? Cacao này trồng ở đâu vậy? Cái cách em to đó nó ngon. Ngon ha. Ừ. Em có ăn rồi nhưng mà em sẽ ăn em quay cho mọi người biết. Đó mọi người thấy cái cacao. Đây là cacao. Đó, ở cái này thì nó người ta không có ăn cái này ăn chơi thôi nhưng mà cái này là để dành người ta làm sô cô la. Hoặc là sữa cacao. Cái hạt nó ăn thì nó chua chua ngọt ngọt giống như dâu vậy mọi người. Dạ anh chị ăn thử chị. Dạ mắng cầu vậy. Vậy thôi. Ăn rồi nhả hộp vào. Nó hơi chua chua. Dạ dạ. Nó hơi chua chua. Dạ, dạ. Chị ăn thử chị. Dạ được. Ở Bến Tre với lại Tiền Giang trồng cacao nhiều lắm. Đây là một cái loại cây công nghiệp giống như cây cà phê vậy mọi người. Đây đi, đi mình đi vô trong ha. Cảm ơn chị. Rồi cái này là mảng cầu sim. Mảng cầu sim là mứt ha. Thấy không? Không quá. Ăn mảng cầu tốt cho sức khỏe lắm đó mọi người. Đây là mứt dừa nè. Mứt dừa sữa ha. Cái này ấy lá dứa ngon lắm. Mứt dừa sẽ mua một hũ. Để mà ăn kìa. Dừa. Dừa.
chú em buôn mai bán đất nha. Dạ, cảm ơn anh. Mấy dừa này là dừa sữa nè. Họ xào với có lá dứa. Và mứt dừa ăn ngon nhất là khi đứng dưới gốc dừa. Mời chị, thử chị. À, ở đây rất là mát luôn rồi. Mứt dừa là đặc sản của Bến Tre. À, Tết hồi nhà nào mà nghèo không có mứt, không có gì ăn thì họ làm mứt dừa, lấy dừa lên rồi lấy đường xào ăn thôi. Ngào. Ngào hay xào? Ngào. Thì ở dưới kia xào á. Này là dừa cái nó hơi non non chị. Dạ, non non nó không có. Cái này ăn là ghiền á chị. Dạ, mà ăn lắm. Đúng ghiền. Rồi á. Dạ. Thơm lá dứa chị. Ngon lắm. Mốt cái em làm mứt hương dừa em bán á. Dừa thương hiệu thương dừa nè, cho em nè. Còn cái cọng lá dứa luôn nè. Lá dứa. Ngon. Cái này màu tự nhiên nè mọi người, không phải là không có bỏ màu xanh gì đó. Màu dạ. Tự nhiên của nó hả? Dạ. Tại vì nó có lá dứa chị, lá dứa thì nó tạo màu xanh. Tạo cho thơm nữa. Người ta ngào đường. Quay thấy gì không Mai Phương? Nãy vừa quay. 10.000 chị. Dạ. Ăn vô miệng. Cái cô quay phim của mình là vừa quay vừa ăn me. Hồi nãy vừa quay thì vừa ăn vừa nước nên có những cái máy là không thấy hình gì luôn. Đi tiếp ba. Quên. Đi tiếp ba. Đi. Giờ mình tiếp theo là để ăn trái cây. Đi theo cô gái kia thôi. Anh nói follow me. Follow me. Em đừng nói gì khó quá. Em anh đi trước đi. Quê hương là chùm khế ngọt đó. Mỗi lần Phương vừa đi xa đi đâu thấy cây khế là phải nhớ quê hương. Đây là cây khế. Anh ăn khế anh. Trời, quê hương là chùm khế ngọt à. Cái này là khế. Cái chùm khế ngọt không biết. Ăn thử mới biết. Hương là chùm. Dạ. Mỗi lần chị nghe cái câu cái bài này là chị bị nghe. Khế thì em chỉ anh chị có một cách để mình phân biệt khế chua khế ngọt. Thấy không? Nhìn đó, mình ăn vô cái mình biết khế chua khế ngọt. Cô đó cô đi đang em biết. Giờ cô biết bánh em luôn. À, thì nó hỏi là sao nói cái giống như Phương nói dạ. À. Trời ơi, chị tùy nó. Dân quê cách nói dễ rồi, sao vậy? Cái là biết chua hay ngọt rồi. Không biết cách nào. Không cái lỗ tai cái này nghe. Chắc chắc chua chua nó không chua. chưa đủ ngọt, chưa chín. Chưa vậy là nó thế này phục cái ngọt nhưng mà nó chưa chín. Ừ. Dạ. Nhưng mà nó chín nó sẽ ngọt. Ừ. Mà giờ nó còn sống thì nó được chát. Em phục bạn đi. Ừ. Đây là chín là bưởi. Bưởi đây là bưởi da xanh không mà này chậm bưởi da xanh. Cái này phải nếm thử ra làm sao. Dạ. Mình phải lột ra ăn mới biết được là dạ. Ngọt hay là chua hả? Bữa nay hình như là Phương vừa đã dành cái phần giới thiệu hướng dẫn của bạn Nguyên rồi. Nguyên ơi, ở đây còn tuyển người không em? Ở đây còn tuyển người hướng dẫn du lịch không? Cho anh làm đi. Nhưng mà anh phải dẫn với em mới được nha. À, đây là vú sữa. Vú sữa này thì Tết sẽ chín. Đây là cái này, cái vú sữa này là cái vú sữa. Vú sữa hả? Anh nghĩ vú sữa hột. Này nó mọc lên từ hột, nó không phải là vú sữa nhánh. Đây là cái Campuchia. Mà không có trái Campuchia. Có trái nè mà nhỏ. Đây là toilet. Đừng có nói anh là đi thăm đi ăn trái cây là đi dẫn qua mấy cái cây xong rồi đi ra xong rồi chết luôn nhé. Cô ơi có toilet bên phải là cô. Đây có cái bưởi nè. Đây cái bưởi là bưởi to nè. Bưởi này là bưởi năm roi. Bưởi này bưởi năm roi đó em. Tại vì cách phân biệt bưởi năm roi bưởi da xanh là bưởi năm roi nó cái nhú lên. Có cái nấm. Còn bưởi da xanh là nó bầu bầu. Đó. Mà bưởi năm roi á là nguồn gốc á là các bạn biết bưởi năm roi có nguồn gốc tại sao có bưởi năm roi hay không? Tại vì hồi xưa ông ở Vĩnh Long, bưởi năm roi có xuất hiện là có nguồn gốc ở Vĩnh Long. Và khi đó là có ông Hội Đồng. Ông được một người bạn tặng một trái bưởi. Lúc đó trái bưởi chưa biết trái bưởi gì, và ổng ăn xong ổng trồng hộp và ổng lên cây bưởi.
xong rồi á cây bưởi đó có một trái là ổng dặn mấy đứa cháu, đứa nào á mà bẻ ăn á là ổng đánh năm roi đó, từ đó là bưởi nó kêu là bưởi năm roi. Ừ, đã có một gì đó thiệt, cái đó là anh nói thiệt. Ừ, cái đó là kiến thức mình không nói là xàm được. Giờ mình sẽ vô, mình vô để mình nghe đàn ca tử và thưởng thức trái cây. Đây. Ca đại tử. Bài gia cổ Hoài Lan. Gì? Hát tiếng nước ngoài cho nó con nó dễ thương. Dạ cái gì? Hát nước ngoài đó. À vậy tiếng Nhật với anh nội thôi. Thôi vậy ra đi bữa tiên. Đây là nhà lá nha mọi người, nhà lá. Nhà lá là được lợp bằng từ lá, lá dừa nước á. Rất là mát. Thời gian thì nó chỉ có cải tiến lên. Quá trời vậy thôi. Dạ. Ngồi đây ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ Khương Dược sẽ ngồi đây để chuẩn bị ăn trái cây và nghe đàn ca tài tử. Cuối cùng mình đã đến được điểm ăn trái cây, đây là đủ. Đó, đây là sầu chè. Ăn quấy thì vô ăn. Chưa. Đang thơm. Đây là sầu riêng đúng không hả? Dạ đang thơm luôn á. Muốn ăn sầu riêng không? Luôn hả? Không mua trái ăn cho vui ha. Ở đây là chôm. Thơm. Tên coi thơm không? Thôi ngồi chung. Cân ảnh luôn đi. Khách ngồi chung thì qua đây đi. Dạ mình chia ra hai bàn đi. Đầu ngồi chung ngồi bàn. Sầu riêng là mình mua thêm, còn cái này, cái này là ở trong tour. Hả? À, mình có mình là hai bàn. Ừ. Thắng đang sáng ngồi, đang ngồi chụp hình thôi. Sáng ngồi giờ để chụp hình chung hết. Không mà thấy ngồi về đủ rồi, ngồi về cho vui. Dạ mọi người ăn trái cây ạ. Vậy sao chị, nếu mà ngồi bàn thì em dỡ cây qua, còn hai bàn thì để em cứ để đi chị. Đúng rồi. Chị ăn đi trái cây miền Tây. Ăn kia trước hoặc sau. Dạ. Năm chị. Sao được. Sao được chưa. Không có bình trà ta. Ngày xưa kêu là Campuchia, hồi bây giờ kêu là lầm mất. Dạ. 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 Là một cái điệu này mình có thể sáng tác được nhiều bài, mình hát trên cái điệu này. Hai người hát không có giao lưu. Mình này nấy hát à? Hai người hát không có giao lưu, hình như không có thuận nhau thật. Anh lên giao lưu ở giữa hai người đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tử sầu riêng là mình mua thêm, cầm tặng bà chị ha. Tương cá thời thơ hiện trên đây sợi tóc lò xòa trên trắng, mười ngón tay rung lần về cái thuở xuân xanh, khi tỏ khi mờ những hạnh phúc dâng lên, những u buồn sâu thẳm, tất cả công bằng tiếng ác ngoài kia tiếng ác cuối vô tình, làm cho má chúng xanh, cho lúa vàng thêm lắm. Xin cảm ơn.